Hiện tại tôi đang ở cái khu vực Thảo Điền. Thì đây là cái khu vực gọi là cao cấp bậc nhất và đắt tiền bậc nhất ở Sài Gòn về cái giá đất bất động sản. Và cái khu vực này thì nó đắt là vì rất nhiều lý do mà tôi đã nói ở những video trước rồi. Đó là vị trí địa lý này nó gần sông này, kết nối rất là nhiều quận huyện và đi rất là thuận tiện. Nói chung là nó cũng gần thành phố, cho nên là cái khu này rất là đắt. Thì các cái chung cư trong khu vực này cũng nhiều và đắt lắm. Thì tôi cũng đã nói về rất nhiều cái chung cư khác rồi. Tuy nhiên thì bây giờ tôi sẽ nói cho các bác một cái chung cư, đó là chung cư The Ascent. Thì chung cư này nó nằm ở ngay trên đường Quốc Hương luôn. Đường Quốc Hương quận 2 nha các bác. Đường Quốc Hương ở khu vực Thảo Điền đấy. Thì nó nằm ở ngay ở trung tâm Thảo Điền luôn. Thì khi các bác mà rẽ vào quận khu vực Thảo Điền ấy, thì đi lên đường Quốc Hương thì cứ đâm thẳng đường Quốc Hương là đến cái chung cư The Ascent này. Ascent Ascent. Đấy thì đó nó đấy. Trước mắt các bác đấy, đó là cái chung cư cao cấp này. Chung cư Ascent. Thì tôi đứng đây để cho giới thiệu cho các bác một chút. Thì nó nằm ở ngay trên đường Quốc Hương luôn này. Thì đây là chung cư Ascent. Thì chung cư này là chung cư nhiều tiền và nó cách cái cầu Sài Gòn nó khoảng gần 1 cây, cách quận 1 khoảng 3-4 cây gì á. Và nếu như mà các bác có nhu cầu mà muốn thuê ở khu vực này ấy, thì cái chung cư này gọi là bình dân nhất cái khu này đấy. Đó. Giá thuê của cái thằng này theo như tôi biết thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15 triệu đến hơn 1.000 một tháng. Đó. Thì cái chung cư này phải cao mười mấy tầng như này. Chứ không phải đùa đâu. Mười mấy tầng như đùa. Đấy, hai mấy tầng, có khi hai mấy tầng như chơi. Đấy, giá mua của nó thì cũng sẽ rất là cao. Ở đây là một cái khu gọi là nó khép kín nha các bác. Thì ở đây là cái cổng vào của nó. Đấy. Thì nếu các bác mà thuê ở đây thì rất là thuận tiện. Đi lại rất là thuận tiện. Nếu bác nào mà làm ở Thủ Đức này, làm ở thành phố này, làm ở quận 1 này, thì cái chung cư này ấy, thuê rất là tiện. Tuy nhiên ấy, ở cái khu vực này thì các bác phải hiểu rằng là nó rất là nhiều Tây. Cho nên là chúng ta sẽ tiếp xúc được rất là nhiều nền văn hóa trong khu vực này. Đặc biệt là các bác mà đi sâu vào phía trong này ấy là có rất là nhiều cái biệt thự. Đó, rất là nhiều cái chung cư, rất là nhiều trường học. Mà càng đi vào sâu, nó nằm trên đường Thảo Điền nhá, càng đi vào sâu thì càng cái nhiều cái chung cư cao cấp, nhiều cái biệt thự cao cấp cho các bác xem. Thì chúng tôi đã từng quay cái cảnh này ở một cái video nói về các cái biệt thự ở cái khu Thảo Điền này rồi. Thì các bác có thể lật lại mà xem nhá. Thì bây giờ thì tôi chỉ xin quay lại cho các bác xem lại một chút về kia, về cái chung cư này. Thì bác nào mà có nhu cầu mà muốn thuê chung cư, muốn thuê nhà ở này, muốn thuê nơi ở nó gần thành phố thuận tiện, thì cái cậu Ascent này ấy, là một cái lựa chọn nó rất là phù hợp. Nói chung là đường xá thì người ta đang xây thôi, chứ nếu mà người ta xây xong rồi, người ta làm xong rồi thì đường xá đây vẫn rất là sạch sẽ. Đấy, đó là thằng Ascent đấy. Các bác nào mà muốn thuê thì cứ tham khảo nhá. Thì tôi làm cái video này cho các bác xem để biết rằng là cái mức giá nó trung bình ở khu này nó như thế nào, rồi là cái vị trí nó như thế nào. Và giới thiệu cho một số bác mà thực sự là không biết là cái khu này là có những cái chung cư nó như thế này. Thì cái kênh của tôi là nói về những cái điều đó. Thì nếu mà các bác mà thích thì các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hơn nữa nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều. Hiện tại nó bụi quá cho nên tôi xin phép là dừng cái video ở đây. Đây có cái trường đại học văn hóa này các bác. Thì bây giờ chúng ta đi ra là chúng ta ra luôn. Thì phía trước các bác ấy, đó là cái thằng Thảo Điền Pơn nhá. Thảo Điền Pơn. Và nếu bây giờ chúng ta cứ đi thẳng là đi ra xa lộ Hà Nội luôn và đi lên cầu Sài Gòn. Ok, khu vực này Tây nhiều lắm. Các bác ở thì gặp Tây quá trời. Với lại xung quanh đây là người ta kết nối cực kỳ nhiều cái tiện ích. Và ăn uống ở xung quanh đây thì các bác khỏi lo đi, khỏi lo chết đói. Yên tâm, đi ăn, muốn ăn ở đâu được hết. Muốn ăn cao cấp cũng được, mà muốn ăn bình dân cũng đến khu vực này cũng không thiếu.